hòa chung không khí bầu cử của hàng triệu cử tri trên cả nước, các cử tri đồng bào dân tộc Chức, bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh dậy sớm hơn mọi ngày, đến điểm bầu cử số 1, thôn 1, xã Hương Liên để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bản Rào Tre có 44 hộ dân với 154 nhân khẩu. Từ sớm ngày 23 tháng 5, chiến sĩ tổ công tác biên phòng bản Rào Tre phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà bà con, đón 68 cử tri đến địa điểm bầu cử số 1 để tham gia bầu cử. Các cử tri đồng bào dân tộc Chức phấn khởi và đều thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch COVID-19 trước, trong và sau bầu cử. Cử tri được ban bầu cử hướng dẫn tận tình quy trình bầu cử bỏ phiếu. Xã biên giới Hương Liên, huyện Hương Khê có 5 điểm bầu cử với hơn 1.000 cử tri. Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, đến 11 giờ ngày 23 tháng 5, toàn tỉnh có 705.638 cử tri, trên 858.468 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 82,44%.